Lauer. Yeah. Nó đi nó chuyển mục tiêu và bấm chùm đi. Hầm nhà to. Không biết. Mãi tim đập ở nhà thôi. Ủa? Đúng rồi. Chán ghê. Mà nó đi kiếm, nó đi vô phòng, nó đi vô nhà to, nó kiếm vậy bà. Chán ghê á. Giết tôi rồi. Không. Tôi để trên lầu. Ủa nó dưới đứa nào vậy? Dưới tôi nữa nè. Một đứa đi cốt mấy nhà nhỏ mà. Ô. Nhảy cửa sổ lâu quá. Woo. Lẹ. Má ơi. Nó mang cắm mắt lâu quá. Wow, cay kìa. Mát cuối trong nhà. Wow. Từ từ, đừng, em chém chị đừng có cứu tao. Ủa không cứu hả? À, đi ra. Trời ơi, đừng có cứu mà thiệt luôn á. Bảy sáu rồi kìa, từ từ có cái máy ở tượng hoặc là máy trong nhà, mà máy trong nhà được có chút xíu. Get out of here. Enchantress, be ready. Ram rồi, từ từ nha, để tôi để robot ra cổng nữa. Rồi, cứu đi. Ngầu không hả? Anh em chơi mấy cái đít ngầu không hả? Cục
Cổng trước đang mở, cổng trước đang mở. Ủa sao con lại Uma Sonari còn ở đây hả? À? Con ủa, cổng này cũng mở luôn rồi. Mày có hầm không ta? Có. Biến thành hồn ma cũng không ai kiếm dùng cho tôi nữa. Trời ơi, em chơi quá ngầu, quá hay luôn. Promo của anh đó anh My. Cảm ơn, rất nhiều. Cảm ơn Bon đã dí mình nha.